Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi vừa mới mua một cái máy giặt LG. Trong này một cái hỏng rồi, mua cái khác. Đấy, luôn tiện mua được quay lại cho quý vị và các bạn xem cái hướng dẫn sử dụng cái máy này luôn. Đấy, có nhân viên họ đến họ hướng dẫn nhưng nhiều khi mình không có biết sử dụng. Rồi, em khui rồi hả? Em khui luôn. Nhiều khi mình cũng không có biết sử dụng nó. Đấy, rất đơn giản, nhìn nó cũng khá là gọn, có khi là còn gọn đấy, đằng này đằng đuôi đấy. Bên này nó lại bị ngược sáng. Mình thấy tivi của cái hãng này dùng khá là tốt, còn máy giặt thì thấy một số người nói tốt, mình chưa có dùng. Chắc phải khiêng cái kia ra trước chứ. Chắc phải khiêng cái kia xuống để đặt cái này lên. À, rồi, cái gì mà dính dính chặt vậy hả? Lấy kia ra đúng không? Cho cái máy kia ra. Giờ sẽ đưa vào đi chậm chậm thôi vì trơn trượt đấy. Có cái gì cần hướng dẫn em hướng dẫn hết nha, bởi vì có những cái sau khi hôm trước như cái tủ tủ lạnh xong rồi có một số cái lại vẫn không hướng dẫn hết, là phải hỏi tiếp. Đẹp luôn, đẹp luôn, được á, đặt theo cân là được á, vừa luôn á, vừa 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 luôn, đặt cho cân là được, cái nó vừa luôn. Giờ là cho nước cho điện vào, máy nó gọi, có người đang gọi điện mà mình đang quay phim không nghe được. Ráp vào đó, cái dây nước, dây cắp nước bèo á. À, cấp nước. Nước bèo còn mình mở cái quan này ra nè, nước nó vô. Còn nước ra là nó ở đây luôn hả? Dạ, nước ra. Dạ, nó có cái vòi nước ra. Giờ cho đồ vào giặt thử luôn, vừa hướng dẫn vừa giặt thử luôn. Cái này nó bảo hành bao lâu em? Dạ, bảo hành 2 năm ạ. À, 2 năm kể từ ngày hôm nay. Bao nhiêu ngày nếu có trục trặc thì đổi? Dạ, đổi trẻ là 70 ngày. Đổi à, có máy móc, nó đổi sản phẩm, đổi ra hạn sử dụng. Cắm thịt nó có điều. Rồi, em chỉnh cho nó ngay ngắn ngay được. Rồi, cứ thấy ngay rồi là được. Dạ. Cái nhỏ hơn kia, nhưng mà cái này tầm 1 kg luôn. Em cũng dẫn cho chú luôn sao? Hướng dẫn chú sử dụng luôn nha. Để nó đưa đồ lên này em hướng dẫn luôn. Nó đưa cái ga cái gì đó vứt vào đây. Hướng dẫn luôn. Đây, cho vào đó. Rồi, cho vào. Cho vào. Nó giặt được khoảng bao nhiêu ký đồ ấy? Dạ 11, có đe là 11 ký. À, 11 nhưng mà giặt tầm khoảng 9-10 ký rồi. À, đúng rồi. Thôi, bỏ đồ vậy. Này khoảng mấy ký? 5-6 ký à?
Rồi, xà phòng đâu? Xà phòng thay đổi. Xà phòng cho như nào hướng dẫn luôn. Bảo vô đây à? Xà bông. Đầu đây. Đầu tiên là bấm nút nguồn đây. Nút nguồn. Nguồn đây. Còn đổi đó. Xong xà phòng tỷ lệ bao nhiêu chứ? Thường thường như hồi như cái máy kia là mình thấy nó bấm ở đây để nó vậy biết tỷ lệ này. Ước lượng thì mình canh. Ước lượng hả? Dù đồ nhiều thì mình bỏ xà bông nó vừa phải cái lượng đồ mình chặt. Biết mày chặt này dễ này. Rồi. Đấy, cái máy hồi trước mình dùng. Mình có dùng nước xẻ. Không. Rồi đẩy cái này lại nha. Bọc vô này. Đẩy nắp lại. Tắt mở. Bình thường của nó là để chứa giặt thường này. Mình nhấn bắt đầu là nó giặt thông thường này. Như vậy là giặt. Là giặt rồi. Là giặt bình thường. Nắp mở xong cứ bấm này là nó chạy luôn. Đúng rồi. Trong thời gian giặt ra là cái kho nắp nó sẽ mở. Kho nắp nó sẽ đóng lại. Thì là giặt xong nó mở thôi. Mở nguồn lên. Cái này nó ghi tiếng Việt ở dưới nha. Tiếng Anh là ở trên, tiếng Việt là dưới. Thông thường nè. Cái chương trình là thông thường nè. Giặt thông minh nè. Giặt nhanh. Có tiếng, giặt, có tiếng Việt đâu. Vậy nè. Có tiếng Việt ở dưới. Nói chung là tiếng Anh nó dịch ra tiếng Việt nằm ở dưới hết. Ở đây cũng vậy nè. Đó, giặt sơ cộng giặt thường nè. Đó. Đây tôi muốn đưa chương trình giặt nhưng mà bình thường là nó là thông thường. Mở nguồn, máy giặt là hoàn toàn tự động. Mở nguồn nhóm bắt đầu. Vậy là xong rồi. Còn lượng nước đồ nó tự công nha. Trong thời gian giặt là cái nó sẽ hoạt động, nó sẽ khó lại. Giặt xong nó mở ra. Còn khi mình muốn bỏ đồ vào thì mình bấm cái dừng lại này. Dừng lại. Còn máy thì mình tắt đi. Để nói chung là cho cái khó nắp mình xin nó mở ra nè ha. Mình bỏ đồ vào. Không tắt thì mở nè. Nói chung là cái này là khởi động nó là tạm dừng, nó ghi khởi động là tạm dừng. Chứ còn mấy cái nút này có cần điều chỉnh gì không hay nó tự động? Một tính năng, hai tính năng, ba tính năng, bốn tính năng, tám tính năng. Nhưng mà bình thường mình cứ giặt thông thường là được. Dễ xài mà. Thông thường mấy gì? Dạ, đây. Có thấy đâu? Mở lên. Đây. Từ từ. Dạ. Gì đọc từ xem nào. Chưa bình thường nè, thông thường. Đó. Đây là vũ thông minh. Đó. Giặt nhanh. Vũ là có vậy. Nghĩa là khi giặt xong rồi mình cho vào đấy nó vũ hả? Nó vũ mạnh thêm. Có cái trường hợp mà ví dụ như mình giặt tay xong rồi. Xong bây giờ mình cần cho vào máy cho nó vắt chẳng hạn thì mình làm như thế nào? Vậy là mình chọn tính năng ở đây. Mình chọn tính năng spin này. Đây nó có tính năng, mở nguồn lên này. Đi lấy spin này. Đó. Keo này. Đâu? Tối đa này. Để đây. À cái nút thứ ba là 11 phút này, là thấp này. Keo là 15 phút, 10 là 16 phút này. Tối đa là 18 phút. Xong rồi mình lại ấn cái này hả? Dạ đúng rồi. Hoàn toàn là cái mướn nha. Cái nút thứ ba này. Nó có chữ bắt đây này. Thì cái chữ bắt này, spin là bắt á. À nó có chữ bắt tiếng Việt luôn. Dạ. Còn bình thường á là chị dùng á là mở nguồn nhắm bắt đầu nha. Đó là thông thường á. Rồi. Cái máy hoạt động. Chứ cái này bây giờ kệ nó hay có phải bỏ đi không? Cái gì đây? À. Tối đa gì. Rồi. Mình cho nó chạy lại từ đầu. Như vậy là xong. Nó sẽ bắt đầu lúc nào là mình mở nguồn bắt đầu nó là máy giặt là hoàn toàn là tự động. Bắt buộc là nó sẽ chọn là chữ thông thường. Xong nói chị Trâm, chị có hỏi gì không rồi đến lúc lại không biết gì để ngồi dưới xong rồi đến lúc lại không biết gì để hỏi. Em có cần chỉ thêm cái gì không? Vậy thì máy giặt thì có tính năng như đó thôi. Cơ bản. Thì còn chuyên sâu thì mình coi trên cái sách hướng dẫn sử dụng đó. Dạ, mình coi thử rồi tính năng nó cái gì mới mà thì chốt là chứ 1 2 3 4 tuần chương trình. Rồi nó khởi động. Nó không có làm rườm rà, làm rườm rà nó khó sử dụng, nó phức tạp. Còn máy giặt mình muốn vắt là nút thứ ba này à, nó có chữ vắt luôn. Nhấn này. Công nhấn cùng. Nhấn cái này trước. Dạ. Xong nhấn cái thời gian giặt nó là 1 tiếng 1 phút. Dòng máy mình là máy inverter nha. Tiết kiệm điện. Đấy không lên mà hỏi đây đến lúc lại không biết gì. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào.